hội này mọi người đã xỉ vả mình rất là nhiều rồi, mà tại sao đến bản thân mình cũng xỉ vả mình như thế thì làm sao mà mình sống được, đúng không? Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vicky TV và lại là mình Victoria đây. Trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 bí quyết để luyện nghe ngoại ngữ. Vậy nên nếu như các bạn đang gặp vấn đề trong việc nghe mãi mà không hiểu người ta nói gì, hay là điểm thi nghe của bạn mãi vẫn cứ lẹt đẹt không khá khẩm hơn lên một chút nào cả, vậy thì video này chính là dành cho các bạn đó. Hãy tiếp tục theo dõi cho tới tận cuối cùng nhé. Đầu tiên thì khoe mẽ kể lể một chút nha, để cho các bạn thấy là mình có kinh nghiệm và đáng tin. Trường hợp mình học tiếng Hàn thì tại vì mình sinh sống, học tập và làm việc ở Hàn Quốc nên mình tiếp xúc với người Hàn Quốc nhiều hơn. Vậy nên có thể coi như là đó là một sự hỗ trợ khá là lớn cho việc luyện nghe cũng như là luyện nói tiếng Hàn. Nên trong vòng 1 năm thì mình đã đạt được TOEIC 6. Thế nhưng mà trong trường hợp học tiếng Anh thì mình đã tự học tiếng Anh trong vòng 1 năm từ trình độ mất gốc hoàn toàn. Mình nghe không hiểu bất cứ một cái gì và mình chỉ có thể nói được một vài câu đơn giản, ví dụ như là Hi, how are you? Where are you from? It's really nice to meet you. Đó, mấy kiểu mấy câu rất đơn giản, sau đó là ngậm miệng luôn, hoàn toàn luôn, và mình cũng chả hiểu người ta đang nói cái gì cả. Cho tới trình độ trung cao cấp. Cao cấp thì chắc không phải đâu, chỉ đến trình độ trung cấp thôi. Mình có thể nghe thời sự, xem phim, xem các video trên YouTube hay là nghe podcast, và mình có thể hiểu được từ 60 cho tới 90%. Đó là một điều cực kỳ tuyệt vời. Hơn nữa là mình có thể hoàn toàn tự tin giao tiếp với cả người nước ngoài. Mình có thể nghe hiểu được họ nói gì và mình có thể trả lời được, mình có thể phản ứng lại ngay lập tức. Nếu như các bạn lấy lý do là mình nhiều tuổi rồi không học được, vậy thì hãy suy nghĩ lại nha. Tại vì mình bắt đầu học tiếng Anh từ năm mình 28 tuổi. Thật ra là mình không có gốc tiếng Anh luôn, chứ không phải là mất gốc các bạn ạ. Tại vì hồi cấp 2 và cấp 3 mình học tiếng Pháp, sau đó đến lúc lên cao đẳng thì học luôn trình độ B ấy. Vậy nên là mình không thể nào mà theo được, mình cũng không hiểu gì. Rồi đến lúc ra trường thì mình cũng không cần sử dụng đến tiếng Anh mấy. Mình chỉ học, lâu lâu mình thấy là mọi người nói tiếng Anh nhiều quá thì chắc là mình cũng phải cần tiếng Anh. Thế là mình thỉnh thoảng mình nổi hứng lên, mình đi ra trung tâm học hay là mình tự học. Nhưng mà chẳng đi đến đâu cả. Cho tới khi mà mình sang Hàn Quốc và mình vào đại học mùa thu năm 2017, tầm tháng 9 năm 2017 ấy, thì mình nhập học vào Đại học Nữ Y Hoa, là một trong những trường top ở Hàn Quốc. Và trường này thì học sinh học rất là kinh khủng. Mình được nhận vào là vì mình có topic tiếng Hàn thôi, chứ không phải là bằng tiếng Anh. Và đến lúc vào rồi thì mình phát hiện ra là để tốt nghiệp được ở trường mình ý, thì sẽ phải hoàn thành rất là nhiều chứng chỉ tiếng Anh, 21 tín chỉ, tức là khoảng tầm 7 môn học. Toàn bộ đều phải là các môn chuyên ngành. Thì lúc đó mình bắt đầu hoảng. Mình nghĩ là chắc là cũng phải học tiếng Anh thôi, nhưng mà chỉ kiểu mấy môn tiếng Anh đại học hay là tiếng Anh cao cấp hay gì đó thì chắc là 1-2 môn thì cũng qua cho xong thôi ấy. Nhưng mà đến lúc đó thì mình phát hiện ra là mình không thể nào tốt nghiệp được nếu như mà mình không có tiếng Anh. Rồi kỳ học đầu tiên đó thì mình đã chỉ học toàn các môn tiếng Hàn thôi, cho đến kỳ học thứ hai, tức là kỳ học đầu mùa xuân của năm 2018, thì mình đã bắt đầu học 4 môn tiếng Anh và mình không hiểu thầy đang nói cái gì cả, mặc dù là mình đã chuẩn bị bài từ trước, mình đã đọc tài liệu từ trước, và tất cả những cái tài liệu đó đều là tài liệu chuyên ngành. Mình nhớ môn đó là môn International Business, là môn kinh doanh quốc tế. Toàn bộ tài liệu là tiếng Anh, thầy giảng bằng tiếng Anh. Đến lúc học nhóm cũng thảo luận với các bạn bằng tiếng Anh. Mình không hiểu bất cứ cái gì cả. Thậm chí là mình đã đọc tài liệu sẵn ở nhà. Tất cả các tài liệu mà thầy đưa ra, tất cả những từ chuyên ngành đó mình không biết một cái gì cả. Mình đã phải ngồi cả đêm để tra từ điển từng từ một. Rồi ở trên lớp thì khi mà nghe không hiểu thầy hỏi cái gì, hay là không hiểu được thầy nói cái gì thì không thể nào mà học được, đúng không? Lúc mà làm thảo luận nhóm cũng thế, cũng không mở miệng được lấy một câu. Thậm chí là tại vì phải viết báo cáo ấy, mình cũng không thể viết nổi. Mình nói luôn với các bạn là mình rất tệ, vậy nên là các bạn cho mình chỉ viết cái phần conclusion thôi, là cái phần kết luận thôi ấy. Nhưng mình cũng viết không xong nữa. Lúc đó mình cảm thấy vừa xấu hổ vừa vô dụng, và mình cũng tự coi thường bản thân mình luôn. Bởi vì tiếng Anh trở thành ngôn ngữ quốc tế là ngôn ngữ mà không thể nào thiếu được. Nếu như các bạn hỏi mình là bây giờ có nên học tiếng Anh không, thì mình sẽ trả lời chắc chắn là nên học, cho dù là bây giờ hay sau này. Mình nghĩ là Việt Nam nên biến tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai đi. Thế nhưng mà bắt đầu từ kỳ học mùa thu năm 2018 trở đi, tức là 6 tháng sau ấy, mình đã xông xáo đăng ký học các môn tiếng Anh nhiều hơn, và điểm số của mình cũng không quá tệ, thậm chí là có môn được A cộng A khá là nhiều nữa. Ok, đã xong phần khoe mẽ rồi, và bây giờ thì đi vào phần chính nha. Bí quyết đầu tiên đó chính là
nghe và nghe. Các bạn đã nghe thấy rất nhiều lần câu practice makes perfect, đúng không? Luyện tập thì sẽ tạo ra sự hoàn hảo. Trên đời này không có cái gì là tự nhiên mà hình thành, tự nhiên mà có được cả, đặc biệt là những thứ liên quan tới cơ thể của bạn và kiến thức của bạn. Để có thể nghe được nhiều hơn, để có thể nghe hiểu được dễ dàng hơn và để có thể nghe giỏi hơn thì bí quyết đó chính là nghe và nghe. Không có bí quyết nào khác cả. Các bạn cũng biết là chúng ta mất 2 năm để học nói, thế nhưng mà mất cả đời để học cả im lặng, đúng không? Thật ra là trong 2 năm để học nói đó là chúng ta đang học nghe một cách tự động. Chúng ta phải nghe trước trong vòng tận 2 năm, sau đó thì chúng ta mới có thể nói được. Vậy nên là các bạn cũng hãy cứ kiên nhẫn với cái việc mà luyện nghe của mình. Cứ nghe liên tục, nghe hàng ngày. Nhớ là phải tranh thủ nghe mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là trong trường hợp mà bạn không sống ở đất nước mà đang sử dụng ngôn ngữ đó thì nó sẽ càng khó hơn. Bạn sẽ phải chủ động khiến mình phải nghe thứ ngôn ngữ đó. Vậy nên là các bạn có thể tranh thủ vừa đeo tai nghe vừa làm được rất là nhiều việc. Các bạn để ý mà xem, có những lúc mà chúng ta làm rất là nhiều việc mà không cần dùng đến não, không cần dùng đến suy nghĩ. Vậy thì chúng ta có thể tranh thủ những cái lúc đó để có thể nghe một cách thụ động. Ví dụ như là lúc giặt đồ, lúc xếp đồ, hay là lúc dọn nhà, thậm chí là trong lúc tắm, lúc đánh răng rửa mặt, buổi sáng mới ngủ dậy nữa. Nếu như mà các bạn phát triển cái kỹ năng này ấy, thì các bạn không còn cách nào khác là các bạn phải ép buộc bản thân mình nghe. Nên đặc biệt trong trường hợp mà các bạn không sống ở một đất nước mà đi đâu các bạn cũng có thể nghe được thứ ngôn ngữ đó, vậy thì các bạn sẽ phải tự chủ động cho cái tai nghe vào trong tai của mình để ép bản thân mình phải nghe cái thứ ngôn ngữ đó hàng ngày hàng giờ. Các bạn thử tưởng tượng xem, nếu như các bạn nghe hàng ngày liên tục như thế, thậm chí là các bạn chỉ việc nghe lại những cái video, những cái podcast, những cái tin tức thời sự hàng ngày, nó có thế, nó tự thế nó đập vào tai bạn, nó đập vào tai bạn rồi đến một ngày bạn cũng sẽ vỡ lẽ ra thôi. Đó là cách mà mình đã thực hiện trong vòng 1 năm tự học tiếng Anh, cũng như trước kia lúc mà mình mới bắt đầu học tiếng Hàn. Tại vì không phải là lúc nào mình cũng ở bên ngoài, không phải là lúc nào mình cũng gặp người Hàn Quốc để mà nói chuyện với họ, vậy nên mình đã chủ động nghe và nghe. Các bạn cũng hãy tự áp dụng ngay từ bây giờ nha. Ví dụ như bản thân mình thì mình hay nghe nhạc lúc đi tắm, hay là lúc buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt thì mình nghe những cái video mà morning motivation. Bạn có thể search ở trên YouTube ra rất là nhiều. Rồi những lúc mà dọn dẹp nhà cửa hay là sắp xếp đồ dùng hay là nấu ăn thì mình nghe và xem những cái daily vlog ở trên YouTube, hay là xem những kênh YouTube mà dạy tiếng Anh. Các bạn nhớ là đừng xem những cái video dạng kiểu như của mình bây giờ nha, tại vì nó không giúp ích được gì cả, không giúp ích được nhiều gì cho việc nghe của các bạn đâu. Hàng ngày khi các bạn sinh hoạt hàng ngày, khi các bạn gặp gỡ bạn bè nói chuyện bằng tiếng Việt rồi mà các bạn muốn học cái thứ ngoại ngữ khác thì các bạn sẽ phải nghe cái thứ ngoại ngữ đó 100% cái ngoại ngữ đó. Các bạn đừng nghe lẫn lộn, nó sẽ khiến cho não của bạn hoang mang, không biết bạn đang nghe cái gì, không biết bạn đang muốn hiểu cái gì. Nên tốt nhất là các bạn tập trung nghe 100% thứ ngôn ngữ đó thôi nhé. Bí quyết thứ hai cũng cực kỳ đơn giản, đó chính là kết hợp nghe với nói, đọc và viết. Trong lúc mà bạn nghe thì đừng chỉ có nghe không thôi, mà mình nghe có mục đích một chút, mình nghe chú tâm một chút. Vậy nên là khi mà mình nghe thấy họ nói những câu gì đó thì mình có thể lặp lại những từ đó. Ban đầu khi mà các bạn mới tập nghe thì đừng quá tạo căng thẳng hay là stress cho bản thân mình. Đừng bắt bản thân mình phải lặp lại toàn bộ câu. Các bạn chỉ cần lặp lại một số từ cũng đã là tốt lắm rồi, thì cứ lặp lại hết lần này đến lần khác. Bạn nghe được từ gì, kể cả những từ bạn không biết nhưng mà bạn thấy nó có vẻ hay, bạn thấy phát âm có vẻ thú vị, bạn muốn biết đến nó, hay là tại vì người nói người ta nhấn mạnh ở những cái từ này, chắc là từ này phải mang ý nghĩa gì đó đặc biệt nên họ muốn nhấn mạnh. Mà đa số nếu như các bạn xem phim hay là các bạn xem những cái daily vlog thì nó sẽ có những cái từ cảm thán, và những cái từ cảm thán đó là những từ mà được sử dụng hàng ngày rất là nhiều. Và trong lúc mà các bạn nghe, đặc biệt là khi các bạn nghe bằng tai nghe thì nghe sẽ rất là rõ ràng, và việc lặp lại các từ này hỗ trợ cho các bạn trong việc luyện nói luôn. Ví dụ như mình, khi mà mình nghe hát trong lúc tắm chẳng hạn, mình cứ nghêu ngao hát theo thôi, thậm chí là mình hát rất là tệ, rất là kinh khủng, nhưng mà mình kệ. Hoặc là trong lúc mà đi đường mình nghe daily vlog hay là podcast nhiều khi mọi người chắc là tưởng là mình đang nói chuyện với ai, tại vì mình nghe tai nghe và mình cứ lặp lại từng từ như thế. Các bạn hãy thử làm theo cách này, các bạn sẽ thấy rất là đặc biệt. Tại vì khi mà mình nghe một cách thụ động nhưng mà mình nói ra bằng miệng mình ý, thì não của mình sẽ ghi nhớ được nhiều hơn và phản ứng lại với cái từ này nhiều hơn. Ở những lần sau khi mà mình nghe thấy cảm thấy nó khá là thân thuộc. Tiếp theo nữa, trong một số trường hợp khi các bạn chủ động luyện nghe một cách nghiêm túc, mình không khuyến khích các bạn là chỉ có luyện nghe bằng cách là nghe thụ động nha. Đầu tiên là các bạn nghe, sau đó là các bạn tự ghi ra, vừa nghe vừa tự ghi ra những cái câu và những cái lời mà mình đã nghe được. Sau đó thì các bạn mở sub lên và các bạn đọc để đối chiếu xem là từ nào mình đã đúng, từ nào mình đã sai và từ nào mình không biết. Có những lúc mình xem phim thì mình mở sub tiếng Anh lên và mình vừa nghe, mình vừa đọc cái phần sub đó, và có từ nào mà mình không biết ý, thì mình lập tức là mình lấy điện thoại ra và mình tra Google. Tra Google thì khi các bạn gõ từ, nếu mà nó hiện ra cái chế độ tự động ấy, các bạn đừng nhấn vào đó, các bạn hãy tự viết từ ra, bởi vì như thế sẽ giúp các bạn nhớ từ được lâu hơn.
có thể là lần đầu tiên các bạn sẽ không nhớ được luôn được đâu, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ 10 cái từ đó xuất hiện, ô trước đó mình đã làm cái từ này rồi mà, trước đó mình đã kiểm tra cái từ này rồi mà. Cứ dần dần như thế thì bạn sẽ, cái vốn từ của bạn nó sẽ tăng lên, và lần sau khi mà bạn nhìn thấy từ đó hay bạn nghe thấy từ đó, bạn sẽ tự nhớ được nhiều hơn. Cứ như thế cái vốn từ của bạn nó sẽ tăng lên, và cái việc nghe của bạn nó cũng sẽ tiến bộ hơn rất là nhiều. Bí quyết thứ ba đó chính là đa dạng hóa các chuyên mục, bởi vì chúng ta sử dụng rất là nhiều dạng ngôn ngữ khác nhau, trong các ngữ cảnh khác nhau, trong các chuyên mục chủ đề khác nhau. Vậy nên nếu như các bạn chỉ tập trung xem hay là nghe duy nhất một chủ đề không thôi, thì cái việc phản ứng của các bạn khi mà các bạn nghe về những chủ đề khác nó sẽ rất là chậm. Các bạn cũng sẽ không thể nào nhận định được từ mới hay là ngữ cảnh mới được. Khi mà các bạn nghe những cái vlog mà hàng ngày, đời sống hàng ngày ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong việc diễn giải cảm xúc cá nhân và thể hiện quan điểm cá nhân. Thì các bạn có thể xem và các bạn biết được là trong ngữ cảnh này, trong hoàn cảnh này, khi mà mình muốn thể hiện cái cảm xúc của mình thì mình thể hiện như thế nào, hay là khi mà mình muốn thể hiện cái quan điểm cá nhân của mình thì mình thể hiện ra sao. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn hiểu rõ hơn các ngữ cảnh giao tiếp giữa hai người hoặc nhiều hơn hai người với nhau ấy, thì đó là lúc mà các bạn xem phim. Và đặc biệt là những ngôn từ trong phim ấy, thì thường nó hoa mỹ hơn một chút, nó hay ho hơn một chút, nó không còn là đời sống hàng ngày nữa, thì cái ngữ cảnh nó lãng mạn hơn, có nhiều những câu thoại để đời và sâu sắc nhiều hơn. Việc học qua phim để bạn biết xem là ở trong cái ngữ cảnh này, khi mà mình giao tiếp với người khác thì mình nên phản ứng như thế nào và họ phản ứng ra sao. Thì khi mà bạn xem như thế và bạn nghe như thế, bạn hiểu được để sau này bạn có thể áp dụng được với ngữ cảnh giao tiếp của bạn với những người khác. Việc nghe thời sự thì sẽ hỗ trợ cho bạn không chỉ là biết được những tin tức thời sự rồi những gì đang xảy ra ở đất nước đó, hay đất nước đó đang quan tâm đến chủ đề tin tức thời sự nóng hổi nào, mà nó còn hỗ trợ cho bạn trong việc thi các bằng cấp nữa. Tại vì đa số các bằng cấp về thi ngoại ngữ đều có một số bài nghe liên quan đến chuyên mục thời sự. Nghe nhạc thì hỗ trợ cho các bạn có thêm ngôn từ bay bổng hơn, lãng mạn hơn, phong phú hơn. Tại vì có nhiều bài ca hát, thậm chí là có những ngôn từ mà không được sử dụng hàng ngày. Mà nếu như các bạn chỉ tập trung duy nhất một chủ đề đó thôi thì cái khả năng nghe của bạn sẽ bị hạn chế lại rất là nhiều. Vậy nên là nhớ là các bạn hãy đa dạng hóa các chủ đề và các chuyên mục mà các bạn nghe ra nha. Thứ tư đó chính là đừng cố dịch sang tiếng Việt. Hãy nghe để hiểu chứ không phải là nghe để trả lời. Mọi người có biết là trong quá trình giao tiếp thì cái lack of communication là cái vấn đề trong giao tiếp lớn nhất, đó chính là việc nghe. Đa số mọi người nghe không tập trung, hay là không thực sự muốn nghe đối phương nói gì, không quan tâm lắm đến việc đối phương nói gì, muốn nghe chỉ để trả lời thôi chứ không phải là nghe để hiểu đối phương nói gì. Vậy nên cái kỹ năng nghe này trở thành kỹ năng rất là quan trọng. Bạn nghe nhưng mà bạn có hiểu được cái cảm xúc của người ta hay không? Bạn có hiểu được là thực sự người ta muốn chia sẻ cái gì hay không? Đó là một chuyện. Còn bạn nghe xong rồi, ta biết mày đang nói về cái gì, ta hiểu cái câu đấy là gì đấy, thì nó lại là chuyện khác. Đó chỉ là chuyện về ngôn ngữ, chứ không còn là chuyện về giao tiếp và cảm xúc nữa. Thế nên là khi mà các bạn xem phim, khi mà các bạn xem vlog, khi mà các bạn nói chuyện với người khác, các bạn đừng cố gắng để mà dịch nó từ tiếng Anh sang tiếng Việt hay từ tiếng Hàn sang tiếng Việt. Bởi vì có khi có rất là nhiều từ mà chúng ta rất khó để dịch nghĩa nó hoàn toàn sang tiếng Việt, và cái việc dịch như thế nó khiến mình rất là mất tập trung. Thay vì việc dịch đó thì mình hãy tập trung lắng nghe họ để xem họ muốn nói cái gì, để xem họ muốn thể hiện cảm xúc gì, hay cái nhu cầu, cái mục đích chính của cái việc nói của họ là gì, họ muốn truyền đạt thông tin gì. Như thế là đủ lắm rồi. Bí quyết thứ năm đó chính là chú ý vào những từ khóa, hay còn gọi là keyword. Nhiều khi các bạn không cần phải hiểu 100% từng từ, từng câu, từng chữ rồi từng cấu trúc ngữ pháp ở trong đó. Các bạn chỉ cần nghe và hiểu được những cái từ chính, những từ quan trọng. Các bạn biết được từ nào là từ quan trọng và các bạn nghe ra cái từ đó. Các bạn lựa chọn cái từ đó ra trong những cái câu đó và các bạn ghép lại. Các bạn có thể tự hiểu được. Trong trường hợp mà nếu như các bạn nghe nhưng các bạn không hiểu thì các bạn phải hỏi lại đối phương, hỏi lại người nói là có đúng ý của mày là như thế này, thứ thế này không. Mình biết là trong nhiều trường hợp đối phương hay là người nói, người ta có thói quen là sử dụng rất là nhiều những từ chuyên ngành hay là cách nói của họ cao cấp hơn. Thì trong trường hợp mà trình độ của mình thấp hơn cái trình độ đó thì các bạn có thể đưa ra ý kiến, các bạn có thể là nhờ họ là giải thích một cách dễ dàng hơn. Và khi mà các bạn lựa chọn ra được những cái từ khóa đó rồi và các bạn sắp xếp lại và các bạn hiểu theo cái ý của các bạn ấy, thì các bạn có thể xác nhận lại với họ một lần nữa.
à có phải ý của mày là như thế này không. Thật ra trong việc giao tiếp ấy, thì để nghe và hiểu được nhau nó khá là khó. Thậm chí là hai người Việt với nhau nói chuyện với nhau đang cùng thứ ngôn ngữ mà còn rất là khó hiểu nhau, nói gì đến việc là hai người đến từ hai đất nước xa lạ khác nhau, từ hai nền văn hóa khác nhau và từ hai ngôn ngữ khác nhau. Các bạn hãy lắng nghe và giao tiếp với người nước ngoài bằng một tư duy mở, open mind, nghĩa là mình nghe để hiểu và mình nghe để bởi vì mình muốn hiểu họ, mình muốn hiểu cái nền văn hóa của họ, mình muốn hiểu ngôn ngữ của họ chứ không phải là để đánh giá. Ta-da! Và đó là toàn bộ 5 bí quyết mà mình đã áp dụng cho việc luyện nghe, kể cả là tiếng Hàn cho tới tiếng Anh, và đã cực kỳ thành công trong thời gian rất là ngắn, và mình đã có thể nghe, hiểu và giao tiếp được với các bạn nước ngoài. Vậy nên là hy vọng khi các bạn áp dụng phương pháp này thì cũng sẽ có hiệu quả. Nhưng có một điều các bạn hãy luôn nhớ là hãy tận hưởng quá trình đó. Khi mà các bạn nghe thứ ngôn ngữ đó, một thứ ngôn ngữ khác, hãy tận hưởng giống như là việc các bạn đang nghe nhạc. Vẫn hãy cho bản thân bạn thời gian 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 1 năm, rồi đến khi các bạn nhìn lại bản thân mình một năm trước kia, 6 tháng trước kia, các bạn bỗng thấy wow, mình thực sự đã tiến bộ rồi. Và hãy cho bản thân bạn động lực hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng. Hãy tự động viên bản thân bạn, mình đã tiến bộ hơn rất là nhiều, bây giờ mình đã có thể nghe được đến trình độ này rồi. Bắt đầu từ trình độ dễ rồi phù hợp cho các bạn, cho tới trình độ khó hơn, khó dần, đến khi nào mà các bạn cảm thấy bản thân mình hoàn toàn có thể, bây giờ có thể nghe được bất cứ thứ gì. Chỉ cần ở thời điểm này, một năm sau bạn đã tiến bộ hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại, thì đó đã là cả một sự cố gắng, nỗ lực. Và các bạn cũng nên tự khen thưởng bản thân mình cho những cái nỗ lực đó. Không cần ép bản thân là ô hôm nay mình đã nghe cái này rồi mà hôm sau mình nghe lại mình vẫn chẳng hiểu gì. Đừng có tự xỉ vả bản thân mình, bởi vì xã hội này mọi người đã xỉ vả mình rất là nhiều rồi, mà tại sao đến bản thân mình cũng xỉ vả mình như thế thì làm sao mà mình sống được, đúng không? Bản thân mình phải tự động viên và khuyến khích bản thân mình để có thể tiếp tục việc học, để có thể tận hưởng cái việc học này. Sau khi xem xong video này thì các bạn hãy áp dụng luôn nha. Các bạn hãy thử áp dụng trong vòng một tuần, áp dụng liên tục trong vòng một tuần, sau đó thì quay trở lại đây và cho mình biết kết quả mà các bạn nhận được, hoặc thậm chí là một tháng sau nếu như mà các bạn duy trì được nó. Nếu như các bạn thấy video này có ích thì hãy nhớ nhấn nút thích để ủng hộ mình nha, cũng như là nhấn nút theo dõi và nhấn nút chuông để cập nhật nhiều video mới mỗi tuần. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cho mình thêm ý kiến như là các bạn muốn mình làm content, có thể là bí quyết luyện đọc, bí quyết luyện nói, hay là bí quyết luyện viết, mình cũng có thể chia sẻ với các bạn những bí quyết đó, hoặc là bất cứ ý tưởng nào. Các bạn hãy cho mình ý tưởng để mình có thể làm content liên tục cho các bạn. Chúc các bạn thành công trong con đường học ngoại ngữ, và nhớ là đừng bỏ cuộc quá sớm nha. Cứ nỗ lực cố gắng từng ngày, mỗi ngày một chút tích tiểu thành đại, sẽ có ngày thành công sẽ mỉm cười với các bạn thôi. Bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.